áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong chủ đề 4, phép nhân, phép chia, cô và các con sẽ cùng nhau học bài phép nhân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiết 1. Cô mời các con hãy mở sách giáo khoa trang số 9 để chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Sau khi học xong bài phép nhân, các con sẽ nhận biết được dấu nhân, ý nghĩa và thuật ngữ chỉ phép nhân. Con nói được tình huống xuất hiện và viết được phép nhân phù hợp. Con viết tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân. Và con sẽ được làm quen với bài toán về phép nhân. Chúng mình hãy cùng nhau vào phần khám phá nhé. Các con hãy quan sát hình ảnh của cô ở trên màn hình. Có hai bạn nhỏ đang thảo luận với nhau về câu hỏi có tất cả bao nhiêu bút chì. Bạn nam thì đưa ra cách đó là mình đếm. Chúng mình hãy cùng đếm với bạn xem có tất cả bao nhiêu bút chì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy là qua cách đếm, chúng ta thấy có tất cả 12 bút chì. Còn bạn nữ thì đưa ra cách khác, đó là mình tính. Vậy bạn tính như thế nào để biết được có tất cả bao nhiêu bút chì các con nhỉ? Bạn sẽ thực hiện phép tính cộng là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3. Bởi vì chúng ta thấy hình ảnh 3 chiếc bút chì được lặp lại 4 lần. Và cô thực hiện phép tính từ trái sang phải. 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, 9 cộng 3 bằng 12. Và có được kết quả là 12 chiếc bút chì. 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 chính là tổng các số hạng bằng nhau đấy các con ạ. Và chúng mình có thể nói được rằng 3 được lấy 4 lần. Từ phép tính tổng các số hạng bằng nhau, cô sẽ viết được thành phép nhân 3 nhân 4 bằng 12. Còn đọc là 3 nhân 4 bằng 12. Các con hãy quan sát dấu nhân của cô. Để hiểu rõ bài hơn, chúng mình cùng vào phần thực hành các con nhé. Bài thực hành số 1, con sẽ thực hành viết các dấu nhân. Con hãy quan sát dấu nhân của cô. Dấu nhân của cô có chiều cao và độ rộng vừa bằng một ô ly đấy các con ạ. Các con hãy thực hành viết dấu nhân vào vở và vừa viết, con vừa đọc dấu nhân, dấu nhân, dấu nhân để mình nhớ bài hơn nhé. Và các con cũng viết phép nhân 3 nhân 4 bằng 12. Cô mời chúng ta cùng sang bài thực hành số 2, viết phép nhân. Con hãy nhìn vào phần 2A. Phần 2A yêu cầu chúng ta viết phép nhân không có kết quả để tính số bàn tay của 4 bạn. Mỗi bạn có mấy bàn tay các con nhỉ? Mỗi bạn có 2 bàn tay đúng không nào? Và ở đây chúng ta thấy có 4 bạn. Vậy nên hình ảnh 2 bàn tay được lặp lại 4 lần. Vậy nên chúng ta sẽ có phép nhân 2 nhân 4. Cô mời các con cùng sang phần 2B. Phần 2B yêu cầu chúng ta viết phép nhân không có kết quả để tìm số ngón tay của 8 bàn tay. Các con hãy quan sát một bàn tay để biết
Một bàn tay có mấy ngón tay nhỉ? Một bàn tay sẽ có 5 ngón tay đúng không nào? Và ở đây chúng ta có 8 bàn tay. Vậy nên hình ảnh 5 ngón tay được lặp lại 8 lần. Và cô sẽ có phép nhân 5 x 8. Chúng mình hãy cùng sang bài thực hành số 3. Tính. Các con hãy quan sát mẫu của cô. Cô có phép nhân 2 x 4 và chúng ta sẽ đi tìm kết quả của phép nhân 2 x 4. Các con hãy quan sát những hình ảnh trực quan của cô là những khối lập phương. Và con thấy hình ảnh hai khối lập phương được lặp lại 4 lần. Để tính được tổng số khối lập phương, cô sẽ thực hiện phép tính tổng các số hạng bằng nhau là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Cô thực hiện phép tính từ trái sang phải: 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8 và cô được kết quả bằng 8. Ở đây con thấy 2 được lấy 4 lần. Vậy nên cô có thể viết được thành phép nhân là 2 x 4 bằng 8. Chúng mình hãy áp dụng tương tự để thực hiện bài tập số 3A và 3B nhé. Đầu tiên chúng ta hãy đến với phần 3A. Cô có phép nhân 7 x 2. Và cô cũng biểu diễn bằng những hình vuông. Ở đây cô thấy 7 được lấy 2 lần. Con sẽ thực hiện phép tính cộng tổng các số hạng bằng nhau là 7 cộng 7 và được kết quả bằng 14. Vậy nên phép nhân 7 x 2 cũng sẽ có kết quả bằng 14 đấy các con ạ. Chúng mình cùng sang phần 3B. Cô có phép nhân 6 x 3. Cô cũng biểu diễn bằng những hình ảnh trực quan là những hình vuông. 6 hình vuông được lấy 3 lần. Cô thực hiện phép tính cộng tổng các số hạng bằng nhau. 6 cộng 6 cộng 6 và cô được kết quả bằng 18. Vậy thì phép nhân 6 x 3 cô cũng được kết quả bằng 18. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong chủ đề 4, phép nhân, phép chia, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu bài phép nhân. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 2 của bài phép nhân. Cô mời các con hãy mở sách giáo khoa trang số 10 và 11 để chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta hãy cùng đến với bài tập số 1. Viết phép nhân. Các con hãy quan sát mẫu của cô ở trên màn hình và cho cô biết hình ảnh nào được lặp lại và được lặp lại mấy lần các con nhỉ? Đúng rồi, hình ảnh 5 hình tam giác được lặp lại 3 lần đúng không nào? Vậy thì cô sẽ viết được phép nhân là 5 x 3. Tương tự như vậy, các con hãy thực hiện bài tập số 1A. Các con hãy quan sát hình ảnh của cô và cho cô biết hình ảnh nào được lặp lại và được lặp lại mấy lần nhỉ? Hình ảnh 8 khối lập phương được lặp lại 2 lần đúng không nào các con? Vậy thì cô sẽ viết được phép nhân gì nhỉ? Cô sẽ viết được phép nhân 8 x 2. Chúng mình cùng tiếp tục với phần 1B nào. Con hãy quan sát hình ảnh của cô ở phần 1B và cho cô biết hình ảnh nào được lặp lại và được lặp lại mấy lần nhỉ? Hình ảnh 7 khối hộp hình chữ nhật được lặp lại 4 lần đúng không nào các con? Vậy thì phép nhân của chúng ta sẽ là gì nhỉ?
phép nhân của chúng mình sẽ là 7 nhân 4. Cô mời các con cùng sang bài tập số 2, làm theo mẫu. Các con hãy quan sát mẫu của cô. Cô có 3 tấm bìa, trên mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Vậy thì cô sẽ viết được phép cộng tổng các số hạng bằng nhau là 2 cộng 2 cộng 2, vì hình ảnh 2 chấm tròn được lặp lại 3 lần đúng không nào? Và cô được kết quả bằng 6. Từ phép cộng tổng các số hạng bằng nhau, cô sẽ viết được thành phép nhân 2 nhân 3 bằng 6. Tương tự như vậy, các con hãy thực hiện các phần 2A, 2B, 2C và 2D nhé. Chúng mình cùng bắt đầu với phần 2A. Cô có 2 tấm bìa, trên mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Vậy là hình ảnh 4 chấm tròn được lặp lại 2 lần đúng không nào? Vậy thì phép cộng tổng các số hạng bằng nhau của cô sẽ là gì các con nhỉ? Đúng rồi, cô sẽ có phép cộng 4 cộng 4 bằng 8. Từ đó cô viết được phép nhân 4 nhân 2 bằng 8. Còn câu 2B thì sao các con nhỉ? Cô có 6 miếng bìa, trên mỗi miếng bìa có 2 chấm tròn. Vậy là hình ảnh 2 chấm tròn được lặp lại 6 lần. Và cô viết được phép cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và được kết quả bằng 12. Từ phép cộng tổng các số hạng bằng nhau, cô viết được thành phép nhân 2 nhân 6 bằng 12. Chúng mình hãy cùng đến với phần 2C. Hình ảnh 5 chấm tròn được lặp lại 2 lần. Cô viết được phép cộng 5 cộng 5 bằng 10. Và phép nhân của cô sẽ là 5 nhân 2 bằng 10. Cuối cùng là phần 2D. Hình ảnh 3 chấm tròn được lặp lại 5 lần. Vậy nên phép cộng của cô sẽ là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 và cô được kết quả bằng 15. Từ đó cô viết được phép nhân 3 nhân 5 bằng 15. Chúng mình hãy cùng sang bài tập số 3, viết phép nhân. Con hãy quan sát mẫu của cô. Cô có phép cộng tổng các số hạng bằng nhau 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10, vì tất cả các số hạng của cô ở phép cộng này đều là 10. Và số 10 được lặp lại mấy lần các con nhỉ? Số 10 được lặp lại 4 lần đúng không nào? Vậy nên từ đó cô viết được thành phép nhân 10 nhân 4. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần 3A. Cô có phép cộng 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7. Số 7 của cô được lặp lại mấy lần các con nhỉ? Số 7 được lặp lại 5 lần đúng không nào? Vậy nên cô sẽ viết được phép nhân là 7 nhân 5. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần 3B. Phép cộng của cô là 9 cộng 9 cộng 9. Cô thấy 9 được cộng 3 lần. Vậy nên cô sẽ viết được phép nhân 9 nhân 3. Phần 3C, cô có phép cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4. Ở đây chúng ta thấy 4 được lấy 6 lần và phép nhân của chúng ta sẽ là 4 nhân 6. Phần 3D, cô có phép cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10.
và cô thấy mười được lấy 5 lần. Vậy nên cô sẽ viết được phép nhân là 10 nhân 5. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong chủ đề 4, phép nhân, phép chia, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài phép nhân. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 3 của bài phép nhân. Cô mời các con hãy mở sách giáo khoa trang số 11, 12 để chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Chúng mình cùng tiếp tục với bài tập số 4, tính. Các con hãy quan sát mẫu của cô. Cô có phép nhân 3 nhân 6. Nhiệm vụ của chúng mình là phải tìm kết quả của phép nhân 3 nhân 6. Từ phép nhân này, cô biết được rằng 3 được lấy 6 lần. Và cô viết được thành phép cộng tổng các số hạng bằng nhau là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3. Và cô được kết quả bằng 18. Vậy cô đã tìm được kết quả của phép nhân 3 nhân 6 bằng 18. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các phần 4A, 4B, 4C và 4D các con nhé. Cô mời các con hãy quan sát phần 4A. Cô có phép nhân 5 nhân 4. Cô biết được rằng 5 được lấy 4 lần. Và cô sẽ viết được thành phép cộng tổng các số hạng bằng nhau là 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 và được kết quả bằng 20. Vậy nên phép nhân 5 nhân 4 sẽ bằng 20. Các con hãy quan sát phần 4B. Cô có phép nhân 2 nhân 5. 2 sẽ được lấy 5 lần. Phép cộng tổng các số hạng bằng nhau của cô sẽ là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và được kết quả bằng 10. Vậy nên phép nhân 2 nhân 5 sẽ bằng 10. Các con hãy quan sát phần 4C. Cô có phép nhân 8 nhân 2. Cô biết được rằng 8 được lấy 2 lần. Phép cộng tổng các số hạng bằng nhau của cô sẽ là 8 cộng 8 bằng 16. Và cô có phép nhân 8 nhân 2 bằng 16. Vậy còn câu 4D thì sao nhỉ? Cô có phép nhân 3 nhân 3. 3 sẽ được lấy 3 lần. Cô viết được phép cộng tổng các số hạng bằng nhau là 3 cộng 3 cộng 3 bằng 9. Từ đó cô viết phép nhân 3 nhân 3 bằng 9. Chúng mình cùng sang bài tập số 5 nào. Bài tập số 5 yêu cầu chúng ta tính để biết mỗi con chim sẽ bay đến cây nào. Chúng ta có tất cả 6 chiếc cây và 4 con chim mang những phép tính khác nhau. Nhiệm vụ của chúng mình là tính những phép tính ở mỗi con chim để tìm được chiếc cây phù hợp. Để thực hiện bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kết quả của các phép tính nhé. Đầu tiên, cô có phép tính 10 nhân 4. Cô thấy được rằng 10 được lấy 4 lần. Cô viết thành tổng các số hạng bằng nhau là 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 và được kết quả bằng 40. Phép tính thứ hai, 10 nhân 5. 10 sẽ được lấy 5 lần và cô viết thành phép cộng tổng các số hạng bằng nhau 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 và cô được kết quả bằng 50. Phép tính thứ 3, 10 nhân 3. 10 sẽ được lấy 3 lần. Phép cộng của cô là 10 cộng 10 cộng 10 và được kết quả bằng 30. Phép tính cuối cùng, cô có 5 nhân 5.
5 sẽ được lấy 5 lần. Phép cộng tổng các số hạng bằng nhau của cô sẽ là 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 bằng 25. Sau khi tìm được kết quả của các phép tính, chúng ta sẽ cùng tìm những chiếc cây phù hợp với những con chim nhé. Đầu tiên là con chim màu hồng mang phép nhân 10 nhân 4 bằng 40. Con chim sẽ bay đến chiếc cây nào nhỉ? Đúng rồi đấy các con ạ. Con chim màu hồng sẽ bay đến chiếc cây màu xanh lá. Vậy còn con chim thứ hai màu xanh dương mang phép nhân 10 nhân 5 bằng 50 sẽ bay đến chiếc cây nào nhỉ? Con chim màu xanh dương sẽ bay đến chiếc cây màu tím. Con chim thứ ba màu xanh lá mang phép nhân 10 nhân 3 bằng 30 sẽ bay đến chiếc cây màu cam. Và con chim cuối cùng mang phép nhân 5 nhân 5 bằng 25 sẽ bay đến chiếc cây màu đỏ. Vậy là chúng ta đã tìm được những chiếc cây phù hợp với những con chim rồi đấy các con ạ. Cô mời các con cùng sang bài tập số 6, viết phép nhân. Con hãy quan sát mẫu của cô. Cô có một tấm bìa, trên tấm bìa có 3 chấm tròn. Và cô thấy 3 được lấy 1 lần. Cô sẽ viết được thành phép nhân 3 nhân 1 bằng 3. Tương tự như vậy, miếng bìa thứ hai của cô có 2 chấm tròn. Cô cũng biết được rằng 2 được lấy 1 lần và cô viết được phép nhân 2 nhân 1 bằng 2. Tấm bìa thứ ba của cô có 5 chấm tròn. Cô biết được rằng 5 được lấy 1 lần và cô viết được phép nhân 5 nhân 1 bằng 5. Chúng mình hãy cùng sang bài tập số 7, tìm hình ảnh phù hợp với phép tính. Các con hãy quan sát những hình ảnh ở cột bên trái và những phép tính ở cột bên phải. Con hãy quan sát hình ảnh đầu tiên. Sau khi quan sát, cô thấy hình ảnh 4 khối lập phương được lặp lại 3 lần. Vậy phép nhân phù hợp với hình ảnh này là gì các con nhỉ? Đúng rồi, cô sẽ nối hình ảnh đầu tiên với phép nhân 4 nhân 3 bằng 12. Hình ảnh thứ hai, cô thấy hình ảnh 3 khối lập phương được lặp lại 4 lần. Cô sẽ viết được phép nhân 3 nhân 4 bằng 12. Ở hình ảnh thứ 3, cô thấy 6 khối lập phương được lặp lại 2 lần. Vậy thì phép nhân của cô sẽ là gì các con nhỉ? Cô sẽ viết được phép nhân 6 nhân 2 bằng 12. Và hình ảnh cuối cùng, cô thấy hình ảnh 2 khối lập phương được lặp lại 6 lần. Và phép nhân của cô chắc chắn sẽ là 2 nhân 6 bằng 12. Vậy là chúng ta đã thực hiện hết phần bài tập rồi đấy các con ạ. Cô mời các con cùng sang phần vui học. Con hãy quan sát hình ảnh của cô. Để điền số thích hợp vào những dấu hỏi chấm. Qua quan sát, cô thấy có 3 nhóm bạn và mỗi nhóm sẽ có 4 bạn. Vậy thì 4 được lấy 3 lần. Và từ đó cô viết được phép nhân 4 nhân 3 bằng 12.
Vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta hết tiết 3 của bài phép nhân rồi đấy các con ạ. À, chúc các con luôn chăm ngoan, học tốt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo nhé. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.